Hello, xin chào anh em. Tiếp tục cái chuỗi series mà chia sẻ về các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả. Thì trong hôm nay series này là clip thứ 2 mình chia sẻ về cái chiến lược giao dịch Forex khá hiệu quả của mình đã áp dụng và khá đơn giản. Thì đây là chiến lược RSI cộng mô hình nến. Chúng ta cùng đến cái nội dung chính nhé. Thì đây cái nhóm của mình trên Zalo. Thì mình sẽ review luôn một lệnh ngày hôm qua. Đây là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024. Lệnh tối qua, bài 2058-2059. Và kết quả thì chúng ta đã có 90 pip này. Rất là nhanh thôi, chỉ sau vài phút sau. Đấy. Thì mình có để đường link nhóm cho phần mô tả. Thì anh chị em quan tâm có thể tham gia đường link để có thể nhận các tín hiệu free và có thể giao lưu chia sẻ kiến thức trong này nhé. Mình sẽ chia sẻ này. Chúng ta cùng lên biểu đồ nhé. Đây là biểu đồ và đây là cái thời điểm mà mình vào lệnh. Là 2058-2059 đây. Thì tại sao mình đã vào lệnh thì chúng ta sẽ phân tích luôn là mình sẽ sử dụng chiến lược RSI và sử dụng với mô hình nến như nào nhé. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ dùng chỉ báo RSI. Nếu anh chị em chưa có thì đây, bây giờ mình sẽ tắt đi nhé. Mình sẽ tắt chỉ báo RSI đi này. Chúng ta vào indicator này, mình sử dụng trên trading view nhé. Ở trên MT4 chúng ta hoàn toàn thể cài đặt được nhé. RSI đây, chọn cái đầu tiên thì sẽ có RSI như này. Thì mặc định của RSI nó sẽ chạy trong khoảng biên từ đây, từ 30 đến 70 nhé, là biên trên và biên dưới. Đây là cái phần mà có cái màu ấy. Còn ở phần trên này, ngoài phần trên, phần trắng ở trên này sẽ là trên 70, còn phần trắng ở dưới sẽ là dưới 30. Thì để mà canh buy thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiến lược RSI dưới 30 nhé, dưới 30, và chúng ta sử dụng cái khung thời gian là 5 phút. Khung thời gian 1 phút thì nó sẽ nhỏ quá, biến động dao động rất là nhanh. Chúng ta sử dụng khung thời gian 5 phút nhé. Thì anh chị em đánh scalping, đánh ngắn thì rất là hợp lý và nhanh. Mình sẽ phân tích ngay vào cái lệnh này nhé. Thì ở lệnh này này, chúng ta sẽ đến này. Khi nào chúng ta sẽ mua thì chúng ta sẽ có tín hiệu đó là RSI RSI nhỏ hơn 30. Thì chúng ta cần quan tâm cái RSI nhỏ hơn 30 thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái tín hiệu mua. Cộng cái tín hiệu mua thứ hai đó là mô hình đảo chiều, mô hình nến đảo chiều. Vậy là trong trading thì nó chỉ là xác suất thôi, nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức này thì mình sẽ nâng cao xác suất chiến thắng của mình lên. Không hoàn toàn nó sẽ đúng 100% được nhé. Tất nhiên là chỉ có xác suất, và nó chỉ có xác suất 70-80% là cao lắm rồi. Thì chúng ta sẽ cược, nó tỷ lệ cược mà trading nó là tỷ lệ cược, và chúng ta sẽ để ý cái đoạn này. Khi giá có một nhịp giảm khá là mạnh thứ nhất và nhịp giảm thứ hai. Đấy. Thì chúng ta lên ý là sau cái nhịp thứ hai thì cái xác suất sẽ thành công cao hơn nhé. Ở cái nhịp giảm đầu tiên này, nếu mà giả sử ở đây cũng là mô hình đến RSI dưới 30, tuy nhiên chúng ta bắt ở dưới này đúng không? Giả sử anh chị em mua lệnh buy ở đây thì chúng ta chỉ buy rất ngắn thôi, từ 66 lên 69 thì vẫn có thành quả tốt nhé, vẫn có lợi nhuận nhé, thì vẫn khá ok. Tuy nhiên để những cái nhịp dài thì chúng ta sẽ thường là canh buy ở cái nhịp mà nó giảm thứ hai, thì có RSI này dưới 30. Chúng ta sẽ xác định đầu tiên xuống đây, thì chúng ta cần chú ý đến cái đoạn này rồi. Là cần chú ý để mở điểm buy. Và tiếp theo chúng ta sẽ xác định mô hình nến đảo chiều. Thì ở đây chúng ta sẽ để này, có một cái nến đỏ xuống, một cái nến xanh này. Tiếp theo là cái nến đỏ, hai cái nến đỏ tiếp theo, và cái xung lực đều có rút dâu. Và cái cây nến xanh thứ tư nó thể hiện là cái mô hình đảo chiều rồi, khi nó vượt qua cái đỉnh cao nhất của cái cây nến này. Này, đỉnh cao nhất của cái cây nến đỏ phía trước nó. Đấy. Thì nó thể hiện là muốn đảo chiều rồi, vì nó là vùng khoảng, nguồn giá nó sẽ khoảng tầm 58. Đấy. 58 đến 59. Đấy. Thì đây chính là cái cây mà mình báo anh em mua. Anh em vào điểm, vào lệnh là 58, 59 đây. Mình quay đây. Đấy. Thì chúng ta vào điểm buy tại đây. Nhá. Chúng ta sẽ buy tại đây. Buy tại cây này. Đấy. Buy. Vậy thành quả chúng ta sẽ có từ 58 này đến 66 đến 67, chúng ta sẽ có 90 pip đúng không? Chúng ta đã có 90 pip ở lệnh này. Chúng ta có cộng 90 pip. Đó. Tiếp theo nhé, chúng ta đến một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ này, đây, vẫn trong 5 phút nhé. Và ví dụ này, nó xuống dưới 25. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm các cái mô hình nến đảo chiều. Chúng ta sẽ xác định ra có một mô hình nến đảo chiều ở đây. Đúng không? Đảo chiều ở đây và nó đi ngang. Chúng ta sẽ chờ cái xác nhận này, cái này. Chúng ta sẽ bài tại cái này.
không nhất thiết phải bay ở ngay cái điểm RSI dưới 30 đâu nhá. Chúng ta có thể chờ xác nhận thêm. Cái phương pháp mình là sẽ chờ xác nhận thêm cái mô hình này nó đảo chiều lên thì nó sẽ bay tại đây. Đấy. Hoặc có điểm hai điểm bay nữa, có thể bay tại đây tiếp theo. Đấy. Thì đây là hai điểm bay. Đây chính là hai điểm bay. Và cái điểm bay này thì sao? Điểm bay này chúng ta đã cho chúng ta lợi nhuận từ 58 lên 65. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa, đó là 58 đến 65 cộng 70 pip. Vậy là chúng ta sẽ một ngày chúng ta sẽ chỉ cần vào vài lệnh thôi, nhưng mà cái tỷ suất đã khá cao đúng không? Vậy là chúng ta sẽ để nhá. Radar dưới 30 và mô hình đảo chiều. Đấy. Ok. Thì trên đây là cái chia sẻ rất là ngắn gọn và hay và xúc tích của mình. Tuy nhiên mình tin là anh chị em kẻ mới cũng sẽ hiểu được và có thể áp dụng được ngay vào thực tế. Và thực tế đây là cái thực tế giao dịch rồi thì mình đã chia sẻ trực tiếp trong Zoom và đã có cái lợi rất là tốt. Anh chị có thể sử dụng test nhé. Chúng ta phải test phương pháp thôi, chỉ có rất nhiều phương pháp, chúng ta sẽ phải tìm cái phương pháp phù hợp với bản thân mình nhất. Chúng ta phải test trước nhé, và anh chị em phải tự giao dịch, tự trải nghiệm và đưa ra những cái đúc kết lại những cái kinh nghiệm của mình trên những cái chia sẻ của mình nhé. Thì hy vọng sẽ video sẽ hữu ích với anh chị em trading. Và nếu anh chị em có nhu cầu mà tài khoản thì có thể mà dưới đến bên dưới để ủng hộ mình nhé. Và có thể vào khi mà tài khoản thì sẽ được vào Zoom tư vấn VIP hơn của mình, thì sẽ có chia sẻ nhiều sâu hơn. Ok, xin chào mẹ rồi ạ. Anh chị em trong các clip sau.